Nhưng mà con gái tôi muốn được gọi là Khoắc Chi Hương. Cái này là cái gì? Người ta nói nó là đồ chơi bắn bong bóng. Tôi đã mua nó trên đường tới đây vì con gái của tôi thích chơi lắm. Con có thể chơi thử một lần không? Nếu cô chơi cẩn thận thì được. Con gái tôi nó rất nhạy cảm. Chỉ cần nó phát hiện cô chơi là nó sẽ bắt cô, không cho cô về nhà luôn đó. Con sẽ cẩn thận mà. Cây súng này bắn ra bong bóng đúng là một món đồ chơi thật thần kỳ, đúng không? Dạ đúng vậy. Nếu như tất cả súng trên thế gian này đều bắn ra bong bóng thì thật tốt biết mấy. Vậy thì chắc là ba không cần phải đi đến chiến trường rồi. Ba cô đã đến chiến trường rồi sao? Cô nhớ ông ấy có phải không? Tỉnh rồi hả? Ở đây là đâu vậy? Là bệnh viện? Chị không nhớ gì sao? Bác sĩ phát hiện ra chị rồi cổng chị chạy một mạch tới đây luôn đó. Đúng rồi. Đúng là vậy. Hình như là vậy đó. Chị nhớ lại rồi sao? Chị nhớ rõ được hết mọi chuyện rồi sao? Đúng là thần kỳ thiệt chứ. Nhìn chị lúc đó y như là bị mất trí vậy. Bây giờ có vẻ tốt hơn nhiều rồi. Vậy thì sao hả? Chị thấy bất mãn sao? Cái chị này nói cái gì vậy? Chị không sao chứ? Không sao gì chứ. Nhìn bộ dạng y như là đồ ngốc vậy. Sức khỏe bản thân mình mà còn không lo được. Chị còn dám nói tôi sao? Chị nhìn chị đi, cũng có hơn gì tôi đâu. Tôi xin lỗi. Xin lỗi chị Chun Sun. Xin lỗi cái gì? Bạn bè bị bệnh như vậy mà tôi cũng không thể tới thăm được một lần. Được rồi, đừng có bận tâm nữa. Tôi là tôi Chun Sun à? Vì tôi thấy sợ nên tôi mới làm như vậy với hai chị. Tôi sợ nếu như tôi trở nên như chị thì
Tôi phải làm sao đi? Thực ra tôi không sống ở Seoul. Tôi không có sống ở Seoul. Tôi cũng đi lặn ở biển Tây, giống như các chị vậy. Tôi ly hôn với chồng hơn 20 năm rồi. Tôi có một đứa con, nhưng không cách nào dạy dỗ được. Sau khi ly hôn thì tôi đã đi làm thợ lặn. Có lẽ những việc trên biển tôi rành như nắm trong lòng bàn tay, nên chuyển qua thợ lặn cũng không có gì khó. Tôi dành dụm được một ít tiền thì bị con của tôi nó lấy mất hết. Nó nói ngày mà bà ngoại mất, không lâu nữa nó định đưa bà vào viện dưỡng lão, rồi đến cả căn nhà nó cũng muốn bán đi để lấy tiền. Nếu muốn ngăn việc đó lại thì tôi phải làm việc thật chăm chỉ. Nếu tôi mà giống chị thì phải làm sao đi? Ginh cha à, không không không, Ginh Hy à, Ginh cha, bây giờ chị cứ kêu tôi là Ginh cha, dù tôi có đổi tên thì cũng có gì thay đổi được đâu. Tôi xin lỗi. À, lâu lắm rồi chúng ta mới lặn cùng với nhau. Không biết là bao nhiêu năm rồi. Không phải là 30 năm sao? 30 năm rồi đó. Được chưa? Mọi người xong chưa? Được rồi, cùng lặn nha. Lặn nha.